cái điểm, ở đây nó sẽ có một cái kẽ hở nè. Ở đây là tôi nói đây nè, ở đây nè, mọi người để thấy chưa, tôi đặt lên đây thì đây nó tự nhiên nó sẽ có cái kẽ hở đây, thấy chưa? Cái hở khớp á thì tôi phải lừa đúng ngay cái khớp đó, tôi lại đẩy, thấy chưa? Là cái cảm giác nghe nghe khác liền nè. Và tôi đẩy 5 cái nè. Và cái đây cũng vậy, tôi đẩy nè, mọi người nhìn này nha, tôi đặt cái ngón tay vô đây nè. Và tôi để ở đây, tôi đẩy nè, nghe sực sực không? Thì như vậy á là khi mà đẩy đúng cái đó thì nó mới có hiệu quả, còn nếu không thì không có hiệu quả. Rồi khi bấm tam tinh cũng vậy nè. Khi bấm tam tinh thì chúng ta bấm ở đâu? Chúng ta bấm ở cái kẽ giữa cái ngón tay và bàn tay, thì lúc đó chúng ta bấm bằng ngón tay cái. Mọi người nhìn đây, dở lên là tôi thấy này, nhìn tôi thấy, tôi thấy đây này, thì nắm ngay kẽ này. Và khi nắm ngay kẽ này á, nắm ngay kẽ này á, thì mọi người đặt sát chưa nè, và đừng có bấm ao 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 dây mà ta lừa. Ta lừa gì? Ta tìm được cái sự gân mà đúng cái gân rồi, bật 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 và chị này nghe ăn tiền liền. Rồi chút xíu chúng ta sẽ tập với nhau. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.